mới sáng sớm rủ cả nhà đi thu hoạch rồi cả nhà ơi. Thì xà lách này, rồi bây giờ mình bay qua mình hái cải keo nè, với lại cải cầu vồng cả nhà. Rồi lát nữa chạy xuống dưới kia mình tặng cô chú anh chị ở chỗ Foodbank cả nhà. Let's go đi thu hoạch cùng mình nha. Nhà ơi, nhưng mà hãy tranh thủ đi ra ngoài đi thụ phấn cho mấy em bé ngồi, với lại mình tranh thủ mình vô mình hái mớ cải keo, rồi lát nữa nó nắng lên mình hái không được, nên là mình rủ cả nhà đi vô ha. Hay là lát nữa đi thụ phấn mấy em nè, đã những trái này là nó đang nở buổi sáng là mình phải tranh thủ nè. Như cái này bông đực nè, bông đực nó không có cái trái đi kèm, là mình lấy cái bông rồi đó. Xong rồi cái mình nè, chú con ong nó làm việc sớm rồi nhà ơi, nó nhanh nhẹn hơn Nhung Hà rồi. Thôi lát đã đi tìm sau, bây giờ mình đi lấy cái nái giỏ này vô, mình tranh thủ đặng mình đi hái. Trời ơi mấy cái giỏ nó cưng quá cả nhà ơi, coi này nguyên dãy luôn nè. Đó chị Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống bị tặng Nhung Hà cả nhà, trời ơi nguyên cái dãy luôn. Có cái cây này thì Nhung Hà tự gì là chỉ cho 5 cây mà một cây nó không sống được, nên là mình thay thế giữa cái chùm tí hon cả nhà ơi, nho chuyển ngọc tí hon vậy nè, nó nhỏ nhỏ vậy thôi nó mì ha. Bí ngòi ngày hôm qua mình tặng cái chị kia rồi, nên là bí ngòi chắc hôm nay chưa có. Ồ, đựng trái bí ngòi. Bí ngòi đĩa bay. Này. Bí ngòi đĩa bay xanh cả nhà ơi, mà nó không muốn được cái xòe như cái bông ha. Có bí ngòi đĩa bay màu vàng nè, đó, cưng chưa? Cưng hết sức. Úi giời ơi, nó cũng dễ hái quá ha. Đụng vô cái hái được liền hết trời. Ôi, hôm nay có cái bông. Hoa đẹp quá. Wow, quá đẹp luôn, được hai em nè cả nhà ơi. Đó. Đi bí ngồi đi bay đó, trời ơi, ông có thấy mình đi thu hoạch không bộ do dê nè, được hai em nè, cưng quá. Đây trái mình nè, được em hái luôn đó. Tặng ông bà của chú có chỗ từ thiện nữa. Trái nó tròn ủng hết ta, mới thì mới tắm xong cái đi ra thu hoạch liền luôn nè. Trời ơi đã vậy chưa nhà ơi, nè trái mê không. Ôi đây trái bự luôn nè. Wow. Rồi được hai trái nữa. Một trái màu trắng rồi nè. Trái bay màu trắng rồi nha. Bữa hôm mình thấy hai cái cổ vịt lần mà ta. Trái nó đâu rồi không biết nữa. Lát nữa đi thu vẫn cái em trong kia. Thường là mình đi thu hoạch buổi chiều ha, mà hôm nay thì mình tranh thủ một buổi sáng mình thu cho nó tươi. Hai em nữa. Hai trái này luôn. Tươi rói luôn á. Mọi người được ăn tươi rói nè. Này là mình nhổ luôn nè. Này là cái gì đó cải thìa đỏ à nha. Tặng cho xà lách nó lớn. Mình thu hoạch luôn đặng vô xào ăn buổi sáng, thu hoạch non này. Nắng á để nó không non bằng mùa xuân. Mùa xuân trồng cái cải này nó non lắm, nên là mình thấy hình tượng biểu tượng nó lên bông như thế này là thôi mình nhổ luôn vô xào. Đang nấu mì sẵn buổi sáng. Wow, nắng sáng sớm mà đẹp quá cả nhà ơi. Xà lách này.
Đấy. Con gì nó vô nó ăn cái lá cây của nhưng mà hả nhà ừ. Nghi chắc cái mùa này là hay có chị thỏ chị vô chị ăn cái lá cây á, cà rốt lắm này nè đó. Năm nào nó hay vô lắm. Ô, được nguyên cây luôn. Đây thì mình hái lá. Nó chưa có lên ngồng. Cây nào lên ngồng thì mới bẻ. Không bẻ lá được thì mình bẻ lá rồi. Ăn được nhiều lần rồi nha. Non quá. Non quá. Để dành một mớ làm cuốn ăn. Ôi dồi ôi, đã chưa cả nhà. Xem cái lá này chưa. Ngon quá. Đây nữa cả nhà. Bé salad đã tay luôn. Lát này nhặt cái nào già để cầm phốt hết. Cái nào non về mới ăn được. Ôi hôm nay Nhung Hà thu hoạch được cả mớ xà lách luôn. Đã dễ sợ. Lách nó ra ngoài nhặt sau. Ủa cái cây này nó cuộn cả nhà ơi. Rồi để cái cây đó đi. Các lách nó cắt cho ông xã anh làm xà lách ăn. Con cây này ít bữa nó thu hoạch được mấy lứa nữa hết rồi. Đó. Ồ nó tốt chưa. Quá chừng luôn. Xong rồi lát nữa cái rửa sơ lại cái. Là mọi người được ăn cải kheo tươi ngon. Mình tính thu hoạch tối hôm qua. Mà tối hôm qua mình suy nghĩ thôi sáng sớm mình chịu khó hái buổi sáng chút xíu rồi. Cây này chào tạm biệt luôn. Chịu khó hái bữa sáng cho nó tươi. Còn bữa nào mà buổi sáng rảnh á, thì mình dậy. Còn mà buổi sáng mà không rảnh á, thì chiều tối mình thu. Quá chừng non nè. Cải kheo rong biển nè nhờ. Công nhận nha, cải kheo rong biển sao mà nó mau tốt, dễ sợ mau luôn á. Cọng nào cũng thấy nó to coi nè. Đã ghê chưa. Non ơi là non luôn. Nè, quá chừng đã. Hay quá. Đứng mấy anh đầy hái nè. Ồ, nó non. Bên đây hái chưa hết còn cây. Non quá non.
Công nhận mới ngủ dậy tắm rửa cái được thu hoạch rồi, thích dễ sợ luôn. Chưa ăn sáng tự mình chạy ra mình tranh thủ ăn thôi, lát nữa cô về coi như là họ làm việc xong tới giờ họ về nên là mình lo tranh thủ lúc họ còn đó, mình xuống mình chào hỏi luôn. Ngày lâu lâu tuần gặp mấy cổ một lần vui trò chuyện. Nâu quá, một cái lá mà bự ghê là bự. Mình trồng có mấy cây cải kheo rong biển thôi mà mình thấy mình hái lần cà rổ. Đã dễ sợ. Trời ơi, ngắm nhìn cái bông cải, không phải bông cải mà là bắp cải siêu to, được một cái bắp cải to duy nhất của vườn Nhung Hà. Trời ơi, đã dễ sợ nhờ ơi. Cứng quá. Rồi, đi hái tiếp qua bên cải hoa hồng, cậu vồng. Đó. Ngày hôm qua mình hái cái mé bên đây cho cái chị kia rồi. Chị bạn kia rồi. Cái mé bên đây mình mới hái. Đó, nó xanh mướt luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ thẳng qua bên đây mình sẽ đi hái cải này. Tuần hái ra. Nói chung là mình mới hái đây chứ mấy ha. Chưa tới một tuần đó. Mấy ngày là có hái rồi. Cải nó mau lớn rồi nè. Mấy ngày là mình có hái rồi nè. Con gì nó ăn hay gì ta? Màu đẹp ghê luôn á. Ở nhà ở Việt Nam mình thấy á, mọi người trồng cây này cũng năng suất dữ lắm. Mà nhà mua về trồng, trời ơi ai mà trồng bán cái này lợi lắm. Tự vì mình thấy nó ra hoài luôn. Ồ, cái này là mình hái luôn. Cứ bón cho nó miếng phần nó lên. Trời ơi nó tốt dạ mày. Nó chuyển cây này qua đây. Đỏ đẹp ghê luôn. Màu trắng. Bây giờ cứ lai rai có vài cây màu trắng chuyển vô trong cái mấy cây mà nó lên bông cũng đỡ. Trồng xe cua chỉ vô ở giữa đó, cái cây nào lên bông mình thay thế vô cái cây lên bông đó. Cái này mình thu hoạch tới cuối mùa lạnh đông đá luôn á. Mà nó vẫn còn sống cả nhà. Cái cây cải này nó chịu đựng thiệt là giỏi. Bởi mình thích trồng cái cây cải này cả không? Rồi, lên bông nhỏ luôn. Quá trời, cành này nó bự chứ. Lá nó to ơi to nè. Non quá. Đã dễ sợ nhờ. Đẹp không? Non quá là non. Còn những cây cải màu vàng sao nó
cái lá nó bự dữ à. Hồi xưa mà mình trồng cái màu trắng á, lá cũng bự lắm. Có video nào nhưng mà hãy năm đầu tiên mình trồng là trồng cái loại màu trắng này nè. Cho mình không có biết màu đâu, sao màu này là do sau này mình trồng á, cái có bạn nè coi video á, cái chỉ mình mua á, mình mới mua á. Cho mình đâu biết đâu. Màu đẹp. Qua màu hồng. Hồng đỏ vàng trắng. Không có màu tím ha. Cầu vồng nắng nhẹ thì phải có 7 màu mới đúng chứ ha. Này sao mình thấy có mấy màu à? Mình thấy màu đỏ, màu vàng là nhiều nhất á. Ở trong cái bịch thì nó kêu là đủ màu vậy đó. Trời, cái lá cải này đã chưa? Bự ghê. Ôi, một mẹt đầy nữa rồi đó. Rồi, mấy em cuối cùng, hàng cuối. À, hốt thủ chót. Wow, trời quá đất cả nhà. Wow, dễ thương quá cả nhà ơi. Yeah.